có một số cái mới như là Revenge Brake hay là Traction Control. Thì trước khi đi nói rõ các thông số hay cài đặt này thì mình xin cảm ơn bạn Mike, anh em trong hội Vega, anh Sang, anh Song, anh Hải đã cho mình gợi ý và cơ hội để thực nghiệm các thông số trên xe của máy ảnh để xem nó là cái gì. Cảm ơn mấy anh nha. Đầu tiên đây nói về sao mà mình làm cái clip về Regain Break, thì cuối tuần trước mình có vào thông quận nhất thì mình chạy kiểu đường trường quen mà vào đó hỗ trợ công ty người ta phục hồi hệ thống trong khi ransomware tấn công. Thì vô hôm đó thì đường đông quá, chạy nhanh thắng gấp mệt, rồi mình nghĩ anh em mà chạy trên thành phố nó chắc hao điện với hao thắng dữ lắm, nên mình về mình làm clip này để hướng dẫn anh em mở cái tính năng giống như anh em đáp bài vậy đó, nhả ga thì xe nó sẽ ghìm lại. Thì nó ghìm mạnh hay nhẹ thì cứ các bạn các anh em vô đây, mọi người vô đây nè, đặt là từ 10 cho đến 200 nha, thì càng lớn thì nó càng mạnh. Thì muốn enable tính năng này á, mình có ghi đây rồi, thì qua bên BD15 switch on, thì bạn qua bên bọt setting nè, rồi các bạn chọn BD15 đó, các bạn tích mở switch lên nha. Rồi lưu lại là xong, là các bạn sẽ có tính năng thần thánh của Dash Bike vì game break trên tay ga. Một tính năng nữa ở này thử nghiệm thôi là traction control, thì để tắt nó thì là 20, mình xem là 20, để bật nó lên thì nó sẽ bắt đầu là từ 9280, con số này là của bạn Mike, bạn Mike gửi cho mình. Đây các bạn càng giảm con số này xuống 9000 xuống 8000 gì đó, cái sẽ càng thấp thì cái traction control này nó càng mạnh, nhưng mà nó sẽ gây ra một cái lỗi, đó là khi bạn chống đứng lên bạn quay bánh lui á, thì nó sẽ quay lui hoài luôn, nó tự quay lui. Nhưng mà cái mà nó mang lại thì các bạn có thể chấp nhận cái chuyện mà nó lỗi một chút, đó là đi cực kỳ bám đường, đường trơn trượt qua gờ dốc ôm cua cực kỳ bám, đi rất là sướng, cảm giác tay ga cũng rất là thật. Nhưng mà mặc dù là nó có regain á, mỗi lần nó kiểm soát thì nó sẽ có regain 1 đến 2A cho các bạn, nhưng mà nó sẽ tiêu hao điện. Mình đi đường trường thì thấy nó tiêu hao hơn bình thường, còn trong thành phố thì mình không biết. Chạy trong thành phố thì các bạn lên xuống ga liên tục thì mình không biết, chứ còn mình kéo tốc độ đều đều đi á, thì cũng ít sử dụng tới nó, nhưng mà những cái lúc mà vô cua thì đó rất là ok, rất là tuyệt vời. Thì ở đây thì các bạn nên chỉnh 9280 rồi giảm nó xuống từ từ, ví dụ 9200, 9100, 9000, khoảng 9000 các bạn sẽ cảm nhận rất khá rõ rồi đó. 8000 thì các bạn sẽ thấy nó rất rất là mạnh, nó kiểm soát rất là mạnh, các bạn phóng qua gờ này kia các bạn thấy nó khác hẳn, thấy nó ăn đường, nó giống như là mấy cái xe mà như Exciter hay gì đó, dạng cảm giác ăn đường dữ lắm. Rồi một cái lưu ý nhỏ nữa, đó là khi mà bạn xài Regain Break thì bạn không sử dụng Traction Control. Ở bạn sử dụng Traction Control thì không sử dụng Regain Break nha. Rồi, chỉ vậy thôi.
tại vì mình cũng chưa kiểm tra thử coi, nhưng mà mình nghĩ tại hai cái nó có tính năng tự tự nhau nó sẽ ảnh hưởng với nhau. Nếu bạn mà thích thì bật cái hai lên rồi test comment bên dưới cho mọi người biết là nó có hoạt động bình thường hay không nha. Anh em có gì cần chia sẻ thắc mắc thì cũng comment bên dưới đi cho mọi người biết luôn, chứ chơi chơi mình chán lắm. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip khác nha.